Nhóm thanh niên dùng thuốc nổ tấn công quán tạp hóa vì bị đòi nợ Ô tô la vào đám đông khiến 78 người thương vong ở Trung Quốc Bắt giữ nhóm nghi phạm lừa đảo, bắt cóc, tra tấn người ở Campuchia Điều tra xác minh người đàn ông bị còng tay, bị đánh giữa đường Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Hóa làm rõ nhóm thanh thiếu niên đánh thuốc nổ làm hư hỏng một quán tạp hóa tại huyện miền núi Hương Hóa. Trước đó vào ngày 21 tháng 8 năm 2024, quán tạp hóa của anh Nguyễn Phi Tê ở xã Tân Thành, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị bị kẻ gian đánh thuốc nổ làm hư hỏng quán và phá hủy tài sản trong quán, thiệt hại gần 50 triệu đồng. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an huyện Hướng Hóa xác định những người liên quan đến vụ việc gồm Hồ Văn, 14 tuổi, Hồ Văn Hậu, 18 tuổi, Hồ Lê, 14 tuổi, cùng chú tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, trong đó Hồ Văn là được xác định là người cầm đầu. Theo điều tra, đầu năm 2024, anh Nguyễn Phi Tê đến thuê đất để mở quán bán hàng tạp hóa tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thời gian bán quán tại đây, Hồ Vang thường xuyên đến mua hàng thiếu nợ. Khi bị đòi nợ, Vang và chủ quán xảy ra mâu thuẫn. Hồ Vang thuê Hồ Văn Hậu và Hồ Lê đánh thuốc nổ quán tạp hóa của anh Nguyễn Phi Tê với mục đích trả thù và làm cho anh Tê lo sợ, không dám mở quán kinh doanh tại địa phương. Sáng ngày 21 tháng 8, 2024, Vang hẹn Hậu và Lê tại một hàng quán rồi đưa tiền cho Hậu để Hậu và Lê đi mua thuốc nổ. Sau khi mua một quả nổ và kíp, nhóm thanh niên này gặp nhau rồi tổ chức ăn nhậu để bàn việc đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, hậu cầm kíp nổ vào khối thuốc nổ, lê kéo cửa cuốn ở quán tạp hóa của anh Nguyễn Phi Tê để hậu ném thuốc nổ vào trong quán. Sau đó hậu kích nổ khối thuốc nổ, làm cửa cuốn ở quán bung ra, hàng hóa tài sản trong quán bị hủy hoại. Cơ quan công an đã bắt tạm giam đối với Hồ Văn Hậu để điều tra làm rõ vụ việc. Gần đây xảy ra vụ việc kinh hoàng khi một người đàn ông cố ý lao ô tô vào đám đông ở Trung Quốc, khiến 35 người thiệt mạng và 43 người bị thương nặng. Theo cảnh sát, nghi phạm là một người đàn ông họ Phan 62 tuổi, lái chiếc SUV qua cổng trung tâm thể thao rồi đâm vào những người đang tập thể dục trên đường nội bộ của cơ sở này. Được biết sau khi gây án, Phan định ra đi rời bỏ cuộc sống nhưng được cảnh sát phát hiện và đưa vào bệnh viện. Hiện nghi phạm vẫn đang trong tình trạng hôn mê và cảnh sát chưa thể thẩm vấn ông ta. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm 62 tuổi đã bị kích động do không hài lòng với việc phân chia tài sản sau khi ly hồn. Ngày 11 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thông tin, sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh An Giang đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Mạnh, 34 tuổi, quê Nghệ An, Nguyễn Văn Khoa, 29 tuổi, quê Nghệ An, Hoàng Văn Thanh, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, và Nguyễn Ngọc Thảo, Phan Sĩ Dũng, cùng 27 tuổi, về tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Lê Duy Cường bị đề nghị truy tố về tội giết người, cướp tài sản, và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, một số nghi phạm đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã xử lý sau. Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án mở rộng từ vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép do phòng trọng án, cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh An Giang triệt phá. Quá trình điều tra, công an xác định khoảng tháng 10 năm 2022, Nguyễn Khắc Mạnh xuất cảnh sang Campuchia làm thuê tại casino Yongyuan. Tại đây, Mạnh quen biết với một số người Việt Nam có tiền án, tiền sự. Mạnh cùng những người này sau đó câu kết thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Theo công an, nhóm của Mạnh dùng thủ đoạn phạm tội rất danh ma, xảo quyệt, che đậy nhân thân. Trong thời gian làm việc tại casino, Mạnh biết được nhiều người nước ngoài dùng thủ đoạn dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Những người từ Campuchia đã bị bắt giữ, đánh đập rồi gửi hình ảnh về cho gia đình, buộc phải chuyển tiền chuộc mới thả cho về. Mạnh và Nguyễn Văn Khoa bàn nhau tạo tài khoản Facebook Mây Trắng để tương tác với tài khoản Facebook Binbo do Trương Văn Trung sử dụng. Nhóm của Mạnh thuê Trung đăng tin tìm người đưa sang Đài Loan, Trung Quốc làm việc. Nếu Trung tổ chức đón, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, rồi đưa sang Đài Loan, Trung Quốc, chót lọt, sẽ được trả công 7 triệu đồng. Sau đó, 5 người quê ở các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, Ninh Bình đăng ký sang Đài Loan, Trung Quốc làm việc. Khi các con mối cắn câu, Trung liên hệ qua tài khoản Facebook báo lại việc có 5 người đăng ký chung sau đó hướng dẫn nhóm người trên vượt biên sang Campuchia vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Ngày 11 tháng 11, công an tỉnh Hải Dương cho biết, phòng an ninh nội địa vừa phát hiện làm rõ thủ đoạn lừa đảo của tổ chức năng lượng gốc chống đồng Việt Nam, gọi tắt là NLG. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, truy tố 3 bị can là những đối tượng cốt cán của NLG về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Qua công tác quản lý địa bàn, theo phòng an ninh nội địa, công an tỉnh Hải Dương phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của tổ chức NLG tại Hải Dương. Xác định đây là tổ chức hoạt động rất tinh vi mới xuất hiện trong cả nước, phòng an ninh nội địa đã báo cáo bà giám đốc công an tỉnh Hải Dương, đồng thời nhanh chóng vào cuộc nắm bắt thông tin. Quá trình xác minh xác định, NLG do Lê Văn Phúc, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1956, quê Đồng Nai, thành lập tại Mỹ. Với lý thuyết của mình, ông Phúc cho rằng trong vũ trụ có một nguồn năng lượng gọi là năng lượng gốc nếu con người tiếp nhận sẽ nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ, kích thích tế bào gốc hoạt động, giúp cải thiện thể chất, tinh thần và giải quyết được các vấn đề sức khỏe, lương thực, thực phẩm, nghèo đói chiến tranh. Ông Phúc còn cho rằng mình là người được ngài NLG chọn tiếp nhận nguồn năng lượng đó để truyền bá cho người Việt Nam và nhân loại. Tổ chức NLG đã sử dụng các phương thức truyền thông như mạng xã hội, các website và nhóm trực tuyến để tuyên truyền và lôi kéo người tham gia. Tại Hải Dương, NLG xuất hiện từ cuối năm 2020 các đối tượng lập 8 nhóm Zalo với khoảng 5.000 thành viên, một kênh YouTube trên 34.000 người đăng ký kênh, một nhóm Facebook có trên 16.000 thành viên để truyền bá thông tin về NLG. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ thu, đóng tiền học phí hộ những người tham gia, thông báo thời gian xuất cảnh, bố trí phương tiện đưa đón. Kết quả ban đầu xác định có 96 người tại Hải Dương đã nộp 2,5 tỷ đồng cho các đối tượng. Việc tuyên truyền NLG đã khiến nhiều người bệnh từ chối điều trị y tế hoặc bỏ qua thời gian vàng để chữa bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín các cơ sở y tế. Điều này cũng gây tổn hại đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một số bộ phận người dân, làm rối loạn tâm lý và tác động tiêu cực đến sức khỏe, hạnh phúc của gia đình họ. Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân cần cảnh giác đối với các hoạt động của NLG và các tổ chức có dấu hiệu tà đạo khác, kịp thời tố giác khi phát hiện các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để có những hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Mấy ngày qua trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 15 giây ghi lại cảnh một đám ăn hỏi ở miền Tây. Điều đáng chú ý là trong clip này, một người phụ nữ xưng làm mẹ của cô dâu đã tuyên bố cho con gái cưng của hồi môn sau đám cưới là 600 công đất, tương đương 60 hecta trị giá 90 tỷ đồng. Khi đoạn clip nói trên được đăng trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng nhân vật ba mẹ trong clip nói trên là vợ chồng ông Bùi Văn Mến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt đã có rất nhiều ý kiến đặt vấn đề liệu 600 công đất trị giá 90 tỷ đồng mà vợ chồng ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành cho con gái làm của hồi môn đã kê khai tài sản đầy đủ hay chưa. Ông Bùi Văn Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành thừa nhận đoạn clip trên là đám cưới của cô con gái nhà ông vào giữa tháng 10 vừa qua. Ông Mến nói: "Vợ tôi nói nhầm thôi." Bà ấy bị bệnh nên nhớ nhầm, gia đình tôi có tổng cộng 8,6 hecta đất lúa, đây là số đất cả hai gia đình cho vợ chồng tôi lúc trước. Bữa đó vợ tôi tính cho 6 hecta nhưng bà ấy nhớ nhầm nói 600 công. Số tiền chỉ có khoảng 9 tỷ, nhưng lại nói nhầm là 90 tỷ đồng. Người đăng thông tin này là người được tôi thuê để quay phim chụp hình ảnh cưới. Sau đó tôi đã nói rõ về việc cho tặng đất với hai họ nhà trai nhà gái rồi. Tuy nhiên đoạn clip trên sau đó bị đăng trên mạng xã hội. Hiện tại cơ quan cũng đang yêu cầu tôi giải trình tài sản rất phiền phức. Hiện các tài khoản đăng tải clip nói trên đã được gỡ khỏi mạng xã hội. Theo quyết định cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk, đối với công trình xây dựng trái phép trên sân gốc của vợ chồng ông Phan Ngọc Diễn, giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại Đắk Lắk, tại Buôn Công Lèo, xã Hòa Thắng. Ngày 11 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 12 tháng 11, các lực lượng chức năng xã này tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lý do bà Anh xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp và đã hết thời hạn tự khắc phục hậu quả. Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng đề nghị bà Ngọc Anh di rời đồ vật, tài sản ra khỏi công trình vi phạm bị cưỡng chế. Trước đó vào năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định buộc khôi phục hiện trạng ban đầu do hành vi hủy hoại đất đối với thửa đất số 73. Tòa bản đồ 35 ở Bồn Còm Lèo có diện tích hơn 2,5 hecta, đứng tên bà Nguyễn Thị Ngọc Anh. Toàn bộ thửa đất 73 nêu trên được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm, hàng năm, đất rừng và giao thông, nhưng gia đình bà Anh tự chuyển hơn 527 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp. Trên đất, gia đình bà xây một nhà kiên cố bằng gạch, khung sắt diện tích hơn 167 mét vuông và một sân xi măng rộng 360 mét vuông vi phạm luật đất đai năm 2013 và Nghị định 91 năm 2019. Sau đó bà Anh khởi kiện hành chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuật ra Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vì cho rằng có quyết định gây bất lợi cho gia đình bà. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Anh vì cho rằng ngôi nhà xây dựng nhằm mục đích sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trong quyết định kháng nghị phúc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc khẳng định có đủ căn cứ để xác định bà Anh xây nhà làm sân xi măng nêu trên không nhằm phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp. Việc gia đình bà tự ý xây dựng công trình kiên cố là trái quy định, phải hủy bỏ. Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trong vụ án Hạc Thành Tower số 3 Phan Chu Trinh phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, mà cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và 10 bị can khác bị truy tố. Cơ quan công an cũng đã triệu tập làm việc với 40 cá nhân có liên quan tại nhiều đơn vị, sở, ngành Cụ thể có 11 cá nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã, 11 cá nhân thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa và liên ngành tham gia vào việc áp dụng giá giao đất tại số 3 Phan Chu Trình. 8 cá nhân tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Hạc Thành Tower. 6 cá nhân thuộc ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã và Sở Tài chính. Cáo trạng thể hiện những cá nhân có liên quan tới các đơn vị trên không đủ căn cứ xử lý hình sự, kiến nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét xử lý về mặt hành chính. Ngoài ra có 4 cá nhân thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa là các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ông Vương Văn Việt, Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền và Nguyễn Ngọc Hồi đã tham gia cho ý kiến về giá giao đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã không đúng quy định. Tuy nhiên, các cá nhân này không được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực giá tài chính. Xét tính chất, mức độ hành vi tham gia, cơ quan điều tra không đề cập xử lý Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can về tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can này được xác định gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng liên quan tới việc giao đất thực hiện dự án Hạc Thành Tower cho công ty Sở Mã tại ngã tư đường Phan Chu Trinh và Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa. Ngày 11 tháng 11, Công an phường Trung Mỹ Tây, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh làm rõ vụ người đàn ông bị còng tay, bị đánh đập trên đường. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút ghi cảnh một người đàn ông bị giữ và còng tay. Khi một nam thanh niên đến mở còng thì người đàn ông liên tục hỏi, Tao làm gì sai? Lúc này, nam thanh niên đạp vào người đàn ông, sau đó một người khác mặc áo hội chữ thập đỏ quận 12 yêu cầu, gọi chỉ huy ca trực. Những người được cho là của hội chữ thập đỏ quận 12 tiếp tục khống chế người đàn ông nhưng được can ngăn. Người quay clip cho biết sự việc diễn ra vào tối ngày 10 tháng 11 tại ngã tư An Sương, giao lộ giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Người bị còng tay được cho là cự cãi với tài xế xe tải sau khi va chạm giao thông. Khi hai bên va chạm giao thông xảy ra mâu thuẫn, thì một người mặc áo chữ thập đỏ cùng một số người khác đến còng tay người đàn ông. Cũng theo người quay clip, người đàn ông có biểu hiện xe xỉn, bị khống chế, đưa lên vỉa hè công an phường Trung Mỹ Tây sau đó cũng có mặt lấy lời khai, đưa người liên quan về trụ sở để làm rõ. Ông Trần Kỳ Thái, đội trưởng đội sơ cấp cứu lưu động quận 12, trực thuộc hội chữ thập đỏ quận, cho biết mình là người mặc đồ chữ thập đỏ trong đoạn clip. Thanh niên mặc áo đỏ, dùng còng số 8 còng tay người đàn ông là người đi theo đội sơ cấp cứu lưu động quận 12, chứ không phải là thành viên của đội. Theo ông Thái, người trong đội đã tới nơi xảy ra vào trạm giao thông với nhiệm vụ giữ hiện trường, sơ cấp cứu, Nguyên nhân dẫn đến xô sát là vì người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, không tỉnh táo, đánh các thành viên của đội. Riêng với chiếc còm số 8, ông Thái cho hay người liên quan đã nhận được trên đường và chuẩn bị đưa lên công an để giao nộp. Trong khi đó, hội chữ thập đỏ quận 12 cho biết đã nắm được sự việc và đang chờ kết quả xác minh xử lý từ phía công an. Ngày 11 tháng 11, công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với Vũ Quyết Thắng, sinh năm 1995, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 22 giờ ngày mùng 5 tháng 11, tổ tuần tra đặc biệt 171 công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 13, đoạn ngã tư cầu Ông Bố thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Thời điểm này, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Vũ Quyết Thắng điều khiển xe mô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,837mg trên 1 lít khí thở nên đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm. Trong quá trình kiểm tra xe, đối tượng Thắng bất ngờ dùng tay đấm vào vùng mặt của một cảnh sát giao thông công tác tại trạm quốc lộ 13 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương là thành viên tổ tuần tra đặc biệt 171. Sau đó, tổ tuần tra đã khống chế, bàn giao đối tượng Vũ Quyết Thắng cho công an thành phố Thuận An xử lý theo quy định. Ngày 8 tháng 11, công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quyết Thắng về hành vi chống người thi hành công vụ.